khi anh là em, anh mới biết được rằng là phụ nữ thật là khó. Trong thứ việc phải lo, thời gian luôn gò bó. Từ nội trợ gia đình đến công danh sự nghiệp, thời gian đâu để nghĩ. Chăm chút chồng từng bước đi, xong lo thẳng cu tí. Không như ngày đầu quen nhau, sáng mong tay chiều gội đầu, đâu phải lo nghĩ gì đâu. Đi shopping lo làm đẹp, tôi xem cả nhà mày sao. Nhưng từ khi anh là em, sống trong bao ngày vất vả, dường như không ngừng nghỉ. Lúc nào cũng phải lo phải nghĩ từ những việc nhỏ tí ti. Anh chắp tay xin bó tay, thật là khó quá đi. Là phụ nữ thật là khó quá đi. Và khi anh là em, anh mới nhận thêm một điều là phụ nữ thật là khó quá đi. Ôi, thật là khó quá đi. Bó tay, chiếc bó vội vã lên thế. Để rồi bó tay, khi anh là em mới nghe. Nhiều điều rất hay, nhưng điều anh chưa thấy ngay. Chỉ cần gần gũi hơn nữa, vẫn biết là sẽ rất khó. Đừng vội bó tay, khi anh là em mới nghe. Xin bó tay thật là khó quá đi. Là phụ nữ thật là khó quá đi. Và khi anh là em, anh mới nhận thêm một điều là phụ nữ thật là khó quá đi. Ôi, thật là khó quá đi.